Rồi. Tôi tên là Đỗ Thị Hợi, năm nay 74 tuổi. Wow. Tôi là cán bộ nghỉ hưu, hiện đang cư ngụ tại phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ, dạ xin mời chị ạ. Dạ, em tên Nguyễn Thị Hợi. Dạ, ở chung với mẹ chồng ở quận 9 luôn ạ. Dạ. Ở chung mẹ chồng bao lâu rồi? Dạ 22 năm. Oh. Wow. Không biết là mình có mấy bé rồi chị? Dạ hai ạ. Dạ một bé học lớp 12, bé học lớp 8. Trẻ dữ vậy. Đúng rồi chú ơi. Trẻ thiệt á. Rất là trẻ luôn. Cảm ơn. Cái ngày đầu tiên mà bác gặp con dâu tương lai mình á, bác ấn tượng gì với cô gái này? Ngày đầu tiên con trai nó đưa bạn gái nó về thì tôi thấy cô bé này xinh, nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn, mà nó cái miệng mép nó cũng nhanh lắm. Lanh lợi đó. Dạ. Ê, lanh lợi dữ lắm nè. Mắt nhanh lắm á. Dạ, con không biết chị thì sao nhờ? Rất là sợ. Dạ. Ủa sao sợ? Sợ vì thứ nhất là mình thì học thức thì kém. Rồi bên nhà chồng thì nói chung là tiếng lắm. Ai cũng trình độ hết á. Bố kỹ sư, mẹ bác sĩ nên rất là sợ. À. Wow. Trong cái lúc mà quen á thì ông xã cũng động viên cho đi học. Học cái gì chị? Học văn hóa. Tại vì lúc mình biết ông xã mình là lúc ấy mình mới học hết cấp 2. Thì mình ở ngoài quê đi vô đây thì mình mới học hết cấp 2 và mình đi làm công nhân. Mình đi làm công nhân may. Mỗi lần mà nói chuyện với mẹ cũng rất là sợ, không biết nói gì luôn. Xong ông xã nói nếu mà em mà cũng cứ nghĩ như vậy thì làm sao em bước chân vô nhà anh được. Nên là bắt buộc phải đi học. Nên là mình đã quyết tâm mình đi học. Rồi về làm dâu, con dâu có quán xuyến hết gia đình được không bà? Huệ nó mới về làm dâu á thì ông xã tôi ông bị tai biến nằm liệt một giường. Dạ. Bao nhiêu công việc trong nhà mà lúc đó thì tôi còn đang đi làm, đang công tác. Tôi phục nhất á là nó về nó còn đang trẻ mà cha chồng bệnh nằm liệt giường, tôi chăm sóc rất là chu đáo, nào từ tắm rửa giặt giũ cơm nước rồi tối lại mùng mền cho bố chồng đi ngủ. À, phục luôn lúc đó còn trẻ ha. Hả? Dạ, lúc ấy em 24 tuổi. Đi học về thì sao nữa? Dạ em đi học buổi tối, lúc em đi học văn hóa em học buổi tối. Đầu năm 99, tháng 1 năm 99 tụi em cưới thì lúc đấy em mới học tới lớp 10. Năm 2001 thì em học hết cấp 3 thì em thi vào ngành y luôn. Ngành y luôn hả? Còn y làm dạ, gì? Dạ bây giờ, hồi đấy em học y sĩ. Nói chung là cái tuổi của em hồi đấy cũng lớn lắm. Em đi học nếu mà trễ so với tuổi là khoảng 7 năm. Nếu mà theo mấy em nhỏ thì mình không theo được. Giỏi đấy, đó là những cái nỗ lực của con dâu hả bà nhỉ? Cái thời gian mà nó sanh á lại trùng với cái thời gian thi tốt nghiệp. Nó mới sanh được ngày hôm trước thì 2 tuần sau là thi tốt nghiệp. Hai mẹ con cũng bàn rất là nhiều, chẳng nhẽ mà để cho con không thi thì nó lại phải học lại 1 năm nữa. Thế là hai mẹ con là quyết tâm là tôi thì đọc tài liệu, coi như tôi học bằng mắt, tôi củng cố lại kiến thức. Còn con dâu tôi á thì nó chỉ đã học bằng tai, cái đầu của nó tư duy thôi, chứ tôi không cho nó đọc sách nha. À. Là vì mới sinh ra mà đọc sách sợ ảnh hưởng đến mắt. Thế mà may nó có nghị lực, cho nên là 2 tuần sau là nó thi cũng đậu tốt nghiệp. Trời tốt nghiệp thì hay, con đường công danh sự nghiệp của em là một phần gọi là học phụ của bà và chồng á. Hiếu à. 10 điểm tốt nghiệp thì trong đó bà cũng 3-4 điểm. Cái khoảng thời gian mà mới về làm dâu thì hai mẹ con mình có bị gọi là bất đồng quan điểm nhiều với nhau không chị? Cái lúc mới thì tại vì lúc đấy bố mẹ thì còn đi làm, buổi trưa mẹ về nó ăn cơm thôi, buổi tối thì về nói chung là cũng ít tâm sự lắm. Mình tại vì rất nhiều việc cho nên là cũng không có thời gian để một đôi con đâu, đó là sự thật. Vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai, lúc đấy chưa con cái gì cho nên là cũng ít có mâu thuẫn. Lúc đấy là tất cả là lo cho bố hết. Kinh tế gia đình lúc đấy cũng rất là khó khăn. Chỉ mà những cái mâu thuẫn nó chỉ phát sinh sau khi mà mình có con á. Nhưng mà sao Linh không hiểu, tại vì mẹ con đều là làm ngành y hết. Dạ. Thì mình cũng hiểu cái việc chăm sóc con thế nào chứ đâu có mâu thuẫn bác nhờ. Không phải là mâu thuẫn, cách nuôi con của tôi thuộc thế hệ trước. À. Nó thì lại thuộc thế hệ sau. Nó thì thích cho con ăn cháo, mà tôi thì bé nó thì nó thích ăn cơm, thì tôi lại nấu cơm nát nát cho con ăn chẳng hạn, tôi chiều theo ý của cháu. À. Thành ra là hai mẹ con thì cũng có những lúc mà bắt đầu, nhưng mà bây giờ là tất cả vì con cháu. Thì đến đứa thứ hai thì có đỡ hơn không mà? Đứa thứ hai thì đỡ. Dạ. Chuyện ăn uống đó rồi còn chuyện gì nữa không? Ví dụ như điều trị bệnh cho con chẳng hạn. Tiền bệnh, tiền gì? Đúng rồi, bệnh phải chung chứ. Tại
tại vì mẹ là bác sĩ mà. Còn mình là y sĩ thì chắc chắn là cái trình độ chuyên môn của mình sẽ không bằng mẹ, cho nên là cãi mẹ thì rất là khó. Cho nên là âm thầm giấu giếm. À, giấu hả? Giấu. Cùng ngành y nhưng mà quan điểm điều trị mỗi người mỗi khác. Ví dụ như là trong y học thì có quân thần tá thứ, tức là bốn cái cần điều trị. Dạ. Nhưng mà cái người thì thích tấn công nhiều thì cho cái thuốc tấn công nhiều, có người thì lại cho quân sĩ nó tấn công trước rồi tướng biết ra sao. Đấy là do cái cách điều trị. À. Mà tôi với nó bắt đầu là vì cái vậy thôi. Chứ còn y học thì tất nhiên là mình cũng muốn là cho bệnh nhân họ điều trị, nhưng mà tùy. Tức là mỗi người tùy cách điều trị khác nhau. Đó, cái cách. Dạ. Rồi dòng mà thứ mà cùng chuyên môn khó nói chuyện đó. Dạ, thử thách nhưng mà tao hiểu thôi. Ai có thể bảo vệ dạ. quan điểm của mình, đúng không chị? Khó ha, nhưng mà cuối cùng là ai chịu ai? Trung Hoa thôi. Chắc là mẹ chịu. Có những lúc nào mà bà la cô dâu? Tôi thì tôi không có la, nhưng chỉ có cái nhắc cháu mà quan điểm của tôi á, nó thì nhịn mẹ, còn tôi thì nhường. Nếu mà cái gì mà thấy nó không ưng thì tôi im. Mà nó thì thấy cái gì mà tôi không ưng nó cũng im. Đấy, hai mẹ thì con là cái quan điểm là nhường và nhịn. Nhường và nhịn, như thế mới 22 năm. Bà, con muốn hỏi là ngày xưa với bây giờ cái điểm nào mà chị đã thay đổi mà bà thấy rõ nhất? Công tác xã hội của nó khoái làm công tác xã hội lắm. Mà hai mẹ con cùng chung quan điểm. Tức là công tác xã hội thì nếu mà có công tác gì là làm nhiệt tình mà làm đến nơi đến chốn. Ví dụ chúng tôi là cùng ngành y ha, cùng ngành y thì có đi làm từ thiện. Thì tôi từ khi về hưu là luôn luôn đi khám bệnh ở các nơi ở xa, vùng sâu, vùng xa. Nó thì ủng hộ tôi nhiệt tình lắm. Tức là lần nào mà tôi đi 2-3 ngày thì nó lo lắm. Ở nhà mà ví dụ như là nó đi gom được các cái đồ quần áo thì nó đưa cho tôi để tôi mang đi. Vì những cái đó cho nên là những cái gì mà bất đồng hai mẹ con thì chúng tôi gạt bỏ hết. Chẳng có cái, chưa bao giờ hai mẹ con giận nhau được quá một ngày một đêm. Ví dụ như hôm nay có cái gì bất đồng buổi sáng thì ngày hôm sau là tan biến hết rồi. Cũng có lúc tranh luận, nhưng mà tranh luận để đi đến thôi nhé. Chứ không cãi nhau nha, hai mẹ con không bao giờ cãi nhau, nhưng mà có tranh luận. Còn không biết là chị có những cái kỷ niệm nào mà với mẹ mà chị đáng nhớ không? Nói chung là tuổi trẻ mà cũng hơi bồng bột, lúc mà hai vợ chồng nói chung là sống với nhau mà thì bắt đũa không có khi xô mà, nên hai vợ chồng thì cũng có cái mâu thuẫn. Rồi ông xã mình thì cũng có một lần ông ấy nóng quá, cái ông bạt tay mình một cái, cái mẹ nói chứ mẹ là mẹ ôm. Mẹ ôm mình lại, cái mẹ nói này, con đừng có buồn. Cái mẹ quay ra mẹ lao ông xã. Mẹ nói chứ tại vì con phải thương nữa. Nó thần cô thế cô mà. Tại vì mình đi vô đây chỉ có một mình thôi. Thế này. Tôi có tuổi thân hả? May mà cái ôm mẹ chồng đó nó ấm áp. Rồi sau đó chồng em có hiểu ra vấn đề không? Dạ thì anh xin lỗi. Đấy, đây là một cái xử lý mà có thể nói gắn kết. Bác là một người sống rất là tình cảm luôn. Chị có bao giờ vì mẹ mà mình làm một cái điều gì đó lớn lao cao cả không? Tại vì mình là con thì mẹ của chồng cũng là mẹ của mình. Và cái thời gian mà mình sống với mẹ chồng sẽ nhiều hơn cái thời gian mà mình sống với cha mẹ đẻ của mình. Nên là mình có thể làm được những gì mình có thể làm. Mình làm bổn phận là một người làm con mà. Đối với mình cái suy nghĩ của mình là như vậy, rất đơn giản. Ở nhà mình không phải là một mẹ đâu, mình có một bà bác nữa, còn khó hơn mẹ. Ở chung luôn hả chị? Đúng rồi, bác là chị của mẹ nhưng mà không con cái. Có một người con trai thì đã chết từ năm 2000, nên bây giờ thì sống độc thân, cho nên mẹ đưa về đây cũng gần chục năm rồi. Coi như là mình làm dâu cả hai. Nếu mà nói sự chịu đựng thì cũng có, mình chịu đựng rất là tốt. Chị có bao giờ làm cô buồn không? Buồn thì cũng có. Ví dụ như bất đồng quan điểm về nuôi dạy con nó. Nó là thời gian đi ra ngoài nhiều hơn thời gian ở nhà. Mà nó lại rất dễ dãi với con. Mà con cái thì bây giờ nó đang ở độ tuổi lớn chưa lớn, mà nhỏ không phải là nhỏ. Mà nó chiều con nó quá. Mà tôi thì lại muốn nó nghiêm khắc hơn với con. Chứ nếu mà chỉ dễ dãi với nó quá thì nó chạy theo ý thích của nó. Sao khó nuôi, khó uống.
Đấy, tôi mới nói là tôi chỉ không bằng lòng về cái cách mà đối xử với con nè. Có những câu chuyện thế này, quan trọng là cái tình cảm dành cho nhau, đó là những quà tuyệt vời nhất từ trái tim trái tim. Cảm ơn bác với lại em đến tham gia chương trình. Hôm nay bác cũng nói gì với con dâu của mình hay không? Sinh hoạt gia đình thì tôi không muốn nói gì, nhưng mà tôi muốn con dâu là dành thời gian nhiều hơn nữa đối với các con. Còn em gái, em nói gì với mẹ chồng của mình? Em muốn mẹ luôn khỏe để ở bên mẹ. Tuyệt vời lắm, kỷ niệm gửi tặng gia đình.